Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Trong quá khứ, những kèo đối đầu giữa Sài Gòn Vanto và Pháp TV ít khi nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bởi đơn giản, để có thể đứng ngang hàng với những bóng mặt Sài Thành ở phương Nam, ngoài Adonis Esports hay sau này là HTVC IGP Gaming, thì không một đội tuyển nào xứng đáng hơn cả. Tuy nhiên, mọi chuyện năm nay đã khác. Với một đội hình có chiều sâu về cả chất và lượng, Pháp TV đang bay cao với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, có phong độ cực kỳ thăng hoa. Và chắc chắn, màn chạm trán giữa Pháp TV và Sài Gòn Vanthom ở vòng 7 sắp tới hứa hẹn sẽ cực kỳ nảy lửa khi cả hai đều đang cần tích lũy điểm số cho một chặng đua dài trong top 4. Kẻ ngáng đường hay ngựa ô giải đấu là các danh xưng mà người ta hay dùng để nói về Pháp TV. Quả đúng là như vậy, kể từ khi tham dự đấu trường danh vọng, đội tuyển này luôn chứng tỏ là một đối thủ khó nhằn với nhóm đầu của bảng xếp hạng. Nhưng sự ổn định lại là thứ người ta khó tìm thấy ở một đội tuyển trẻ. Pháp TV có những thành viên đầy đủ tiềm năng nhưng lại thiếu đi một ngôi sao có tầm ảnh hưởng lên trận đấu. Chính vì thế, trong một ngày đẹp trời, Pháp TV sẵn sàng tạo nên cơn địa chấn khi quật ngã những ông lớn như Team Flash hay Sài Gòn Vanthom. Tuy nhiên, nếu thi đấu dưới phong độ, họ hoàn toàn có thể tất thủ trước những đối thủ yếu hơn để mất đi những điểm số cực kỳ quan trọng. Trải qua hai mùa giải, Pháp TV vẫn chưa thể cải thiện được vị thế của mình tại đấu tranh danh vọng, dù cho họ là một đội tuyển đầy triển vọng. Thế nhưng, với sự đầu tư mạnh tay ở mùa giải năm nay, khi liên tiếp mang về những bản hợp đồng cực kỳ chất lượng như bom tấn Ara, hơn bao giờ hết, Pháp TV đang cho thấy tham vọng cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng hoặc thậm chí xa hơn là ngôi vương đấu trường danh vọng. Khái niệm ngựa ô có lẽ bây giờ sẽ không còn đúng khi nói về Pháp TV nữa, bởi đội hình của họ không hề thiếu đi những ngôi sao có thể quyết định vận mệnh của trận đấu. Trước khi Viettel 5G đấu trường danh vọng mùa xuân 2020 khởi tranh, đã có nhiều dấu hỏi đặt ra về việc Pháp TV sẽ thi đấu ra sao khi có đến tận 10 thành viên và liệu trong số 10 thành viên đó họ có thể tìm ra một lineup chính thức hay sẽ thực hiện chiến thuật xoay tua đội hình. Tuy nhiên, Pháp TV đã dập tan những hoài nghi đó bằng một chuỗi những kết quả ấn tượng khi họ là đội tuyển đầu tiên ở đấu trường danh vọng có thể đánh bại các nhà đương kim vô địch thế giới với tỷ số 3-0. Và hạt nhân trong lối chơi của đội tuyển này không ai khác chính là Ara, cựu thành viên cũ của Mocha ZD, đang chứng minh cho tất cả thấy rằng nếu đã là một người chơi đẳng cấp hàng đầu thì dù có thi đấu trong màu áo nào và dù đồng đội của họ có là ai đi chăng nữa thì anh ta vẫn biết cách trở thành người nổi bật nhất trong đám đông. Rồi nhưng đổi ngược lại là người chơi đứng giữa của Evan Esports không còn nữa. Qua kill dành cho Ara. Không còn lối chơi xung quanh xạ thủ như ở thời Mocha ZD, Ara trong màu áo Pháp TV giờ đây đã tự sinh tự diệt nhiều hơn. Nhưng cũng vì lẽ đó mà gánh nặng của chàng trai sinh năm 2000 đã được rũ bỏ đi phần nào. Không còn những áp lực về việc phải gánh team. Giờ đây, Ara thi đấu với tâm thế thoải mái hơn. Và khi những áp lực vô hình kia được xóa bỏ thì cũng là lúc con quái vật Ara thức giấc. Thống kê cho thấy rằng điểm KDA trung bình của Ara ở thời điểm hiện tại đang là 7.14 và đang nằm trong top đầu những người chơi có KDA cao nhất mùa giải. Sở dĩ, Pháp TV không chọn chiến thuật xoay quanh Ara, bởi ở đường Caesar, họ cũng đang sở hữu một sao mai đầy tiềm năng của đấu trường danh vọng, Zero. Với những kinh nghiệm được tích lũy ở Serie B trong màu áo của siêu dự bị, Zero đã cho thấy sự tiến bộ vượt trội khi thi đấu cực kỳ chững chạc ở đường trên của Pháp TV. Nếu như không thường xuyên theo dõi giải đấu, có lẽ người ta đã nhầm tưởng anh chàng này với một người chơi solo đường đầy kinh nghiệm nào khác. Phong thái bình tĩnh cộng với bể tướng đa dạng, chính điều này đã giúp chàng trai trẻ chiếm được suất đánh chính từ tay những người đàn anh như Kyobi. Bộ ba Zero, Hero, Ara đang thực sự để lại ấn tượng ở mùa giải năm nay khi thi đấu cực kỳ gắn kết và trở thành đầu tàu dẫn dắt lối chơi của Pháp TV. Bị hạ sát là sớm nhất, anh ta không còn trong đội hình của Bắc Gaming nữa. Sát thủ chủ lực đã mất đi rồi. Ara tiến lên với cái ba phi tiêu của mình, hạ gục được hai người. Trong khi đó thì Score vẫn đang cố gắng quẩy với chiến thần nhưng anh ta không còn quẩy được. Và cuộc đụng độ giữa Sài Gòn Vanthom và Pháp TV tới đây sẽ là màn tái ngộ của Cyrus với đội tuyển cũ, là một trong những thành viên đời đầu của bóng ma Sài Thành. Tuy nhiên, Cyrus lại chẳng thể chứng minh được bản thân khi thi đấu hoàn toàn mờ nhạt và buộc phải ra đi sau một mùa giải. Có lẽ cái tên Cyrus đã rơi vào quên lãng nếu như anh ta không trở lại mạnh mẽ trong màu áo của Pháp TV đến vậy. Đặc biệt ở mùa giải năm nay, với sự xuất hiện của Ara, màn trình diễn của bộ đôi xạ thủ hỗ trợ này đang cực kỳ ấn tượng. Trong khi đó, Sài Gòn Vanthom lại bắt đầu bộc lộ ra những điểm yếu của mình trong hai trận đấu gần nhất của họ khi chỉ giành được vỏn vẹn một điểm và đã tụt xuống vị trí thứ tư của bảng xếp hạng. Cuộc đối đầu này có lẽ là thuốc thử liều cao cho tham vọng rút gươm ở mùa giải năm nay của những bóng ma Sài Thành. Sở hữu đội hình với nhiều cá nhân xuất sắc, nhưng để nói về Sài Gòn Vanthom là một tập thể mạnh thì có lẽ vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng. Chính sự thiếu gắn kết của các thành viên đã khiến cho Sài Gòn Vanthom tỏ ra hụt hơi trong một chặng đua dài. Bằng chứng là trận thua bạc nhược 0-3 trước đối thủ trực tiếp HTVC IGP Gaming đã có những bất đồng trong tư duy chiến thuật xảy ra. Hơn lúc nào hết, đội trưởng NTB cần sốc lại tinh thần cho những người đồng đội, bởi đối thủ sắp tới của họ cũng chẳng dễ dàng gì.
Người hâm mộ cũng đang rất chờ đợi vào cuộc đối đầu của hai người chơi xạ thủ hàng đầu đấu tranh danh vọng là NTB và ARA. Có lẽ những con số thống kê trước trận đấu cũng chỉ là mang tính chất tham khảo, bởi với một người chơi dày dặn kinh nghiệm như NTB, chỉ cần một giây phút tỏa sáng, anh chàng này hoàn toàn có thể mang lại chiến thắng cho những bóng ma Sài Thành. ARA xuất sắc là điều tất cả đều phải thừa nhận. Tuy nhiên, trong một trận đấu có tính chất quan trọng như vậy thì thường không có chỗ cho những sai lầm. Trận chiến ở khu vực đường dưới giữa hai cá nhân xuất sắc nhất của hai đội tuyển sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cục diện của cuộc đối đầu này. Zero và Đồng Nam, cuộc đối đầu giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Đồng Nam đang tỏ ra lạc nhịp ở đội tuyển mới, khi lối chơi của anh ta vẫn chưa thực sự ăn nhập với Sài Gòn Phantom. Những tình huống anh Nam Sài Gòn băng vào tả xung hữu đột với Florentino nhưng lại không nhận được sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội là hình ảnh khá quen thuộc ở mùa giải năm nay. Và có lẽ Đồng Nam cần phải ngay lập tức lấy lại điểm rơi phong độ nếu như không muốn để Zero lấn lướt hơn trong kèo đối đầu ở đường trên. Pháp TV có lẽ đã tiến vào vòng playoff ở mùa giải trước nếu như họ không xảy chân đầy cay đắng trước chính Sài Gòn Phantom với tỷ số 3-0. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để đội tuyển này đòi lại món nợ ở mùa giải năm ngoái. Liệu Sài Gòn Phantom sẽ tiếp tục được ca khúc khải hoàn hay Pháp TV sẽ lại gặt gió những ông lớn? Câu trả lời sẽ có trong trận thư hùng giữa hai đội tuyển này vào 14 tháng 3 sắp tới. Hãy subscribe ngay kênh Liên Quân Mobile Esports Arena để cập nhật những thông tin và các trận đấu esports đỉnh cao.